Khám phá số mệnh của người có bàn tay chữ M. Nếu bạn là chủ nhân của bàn tay hình chữ M thì bạn có thể thở phào nhẹ nhõm bởi vì một cuộc sống vô cùng giàu có cùng sự nghiệp thăng hoa đang chờ đón bạn. Cùng theo dõi lịch ngày tốt để tìm hiểu hơn về vận mệnh của người có bàn tay hình chữ M nhé! Theo nhân tướng học, người may mắn sở hữu bàn tay chữ M vô cùng giàu sang, may mắn. Theo trang healthyworldhouse.com, những người có bàn tay hình chữ M được cho là những người đặc biệt bởi họ rất tài năng, có trực giác rất tốt và là những đối tác tuyệt vời trong bất cứ mối quan hệ kinh doanh nào. Đường chỉ tay hình chữ M trên thực tế được hình thành bởi các đường chỉ tay tâm đạo, trí đạo và sinh đạo. Nhiều chuyên gia trong lĩnh vực nhân tướng học cho rằng người có đường chỉ tay này rất đặc biệt và rất ít người có. Bên cạnh đó, nếu lòng bàn tay bạn có chữ M, chứng tỏ bạn tài năng, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Hơn thế, bạn có trực giác rất nhạy bén, tài kinh doanh và lãnh đạo thiên bẩm. Những người có tướng mặt vuông vắn thì tính cách khoan dung, độ lượng, nhân duyên tốt. Bên cạnh đó, tình cảm của họ cũng ổn định, không dễ thay lòng đổi dạ. Ngoài ra, những người có tướng tay chữ M rất đáng tin, chân thành và đặc biệt rất giỏi trong việc nhìn thấu sự dối trá. Bạn không thể qua mặt được họ, họ luôn tìm ra sự giả dối và gian lận nhờ trực giác nhạy bén. Đồng thời, họ chúa ghét những ai lừa dối, phỉnh nịnh mình. Thông thường, khi cùng sở hữu dấu hiệu chữ M đặc biệt này trong lòng bàn tay, trực giác và dự cảm về tương lai của nữ giới tốt hơn nam giới. Trong trường hợp cả hai bàn tay đều sở hữu chữ M, càng chứng tỏ chủ nhân là người xuất chúng, sinh ra để làm lãnh đạo tài giỏi, mang lại nhiều lợi ích to lớn cho xã hội. Một số dấu hiệu khác trên bàn tay cũng chứng tỏ chủ nhân của nó là người giàu có. Lòng bàn tay hồng hào. Những bàn tay hồng hào thường là những người có phúc khí và thường không phải lo nghĩ nhiều về chuyện tiền nong, công danh hay sự nghiệp vì thường có quý nhân phù trợ. Lòng bàn tay dày dặn và có độ đàn hồi. Lòng bàn tay lớn, dày nhưng không thô cứng mà mềm mại, đàn hồi. Hơn nữa, còn có đường tình cảm sâu, rõ ràng, hẳn là người vững vàng, có lý tưởng lớn lao cũng như cái nhìn đầy mới mẻ trong kinh doanh. Tương lai họ sẽ có được những vinh dự to lớn, làm rạng danh dòng họ. Năm ngón tay sát nhau, gọn gàng cân đối. Những người có đôi bàn tay hồng hào, thêm vào đó 5 ngón tay khi chụp lại không bị hở thì đều là những người giỏi quản lý tiền bạc, biết chi tiêu, làm việc cẩn thận, có kế hoạch, biết nhìn xa và không bao giờ tiêu tiền một cách mù quáng. Người có 5 ngón tay dài ngắn đâu ra đấy là người làm việc chu đáo và có trình tự, vì thế công việc và cuộc sống đều được thu xếp khéo léo, không gặp cảnh bữa no bữa đói. Những nhận xét tự nhiên trên cơ thể từ khi mới sinh ra sẽ phần nào dự đoán chính xác tương lai và số phận cuộc đời của bạn. Dù thế nào, bạn phải luôn cố gắng, nỗ lực hết sức thì mới đi đến được thành công nhanh chóng nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở những chương trình lần sau của Lịch Ngày Tốt.